Câu 1. Nếu một sĩ quan đang chỉ đạo giao thông tại một đèn giao thông đang hoạt động, người lái xe nên A. Thực hiện theo chỉ dẫn của đèn giao thông. B. Làm theo hướng dẫn của viên chức. C. Bấm còi với sĩ quan. D. Kiểm tra xem những chiếc xe bên cạnh chúng đang làm gì. Câu đúng B. Làm theo hướng dẫn của viên chức. Các tín hiệu giao thông được đặt tại các giao lộ để giữ cho giao thông di chuyển và tránh tai nạn. Người lái xe, người đi bộ và người đi xe đạp phải tuân theo các tín hiệu này, trừ trường hợp khi có cảnh sát giao thông. Câu 2. Để chuyển làn đường, bạn nên A. Kiểm tra gương của bạn và báo hiệu, sau đó chuyển làn đường. B. Ra hiệu kiểm tra gương. Kiểm tra điểm mù theo hướng bạn định di chuyển, sau đó chuyển làn. C. Ra hiệu kiểm tra gương và chuyển làn đường. D. Báo hiệu và chuyển làn đường. Câu đúng B. Ra hiệu kiểm tra gương. Kiểm tra điểm mù theo hướng bạn định di chuyển, sau đó chuyển làn. Trước khi chuyển làn, bạn nên kích hoạt đèn báo rẽ theo hướng thích hợp và kiểm tra gương chiếu hậu và gương chiếu hậu bên. Nhìn qua vai theo hướng bạn định di chuyển để kiểm tra điểm mù và kiểm tra làn đường phía xa để chắc chắn rằng không có ai khác đang cố gắng đi vào cùng làn đường với bạn. Chuyển làn đường khi bạn chắc chắn rằng việc này là an toàn. Câu 3. Bạn có thể lái xe quanh các cổng tại nơi giao nhau với đường sắt. A. Khi tàu đã đi qua. B. Dưới bất kỳ tình huống. C. Khi đèn đã ngừng nhấp nháy. D. Khi các tài xế khác lái xe xung quanh các cổng. Câu đúng B. Dưới bất kỳ tình huống. Bạn được yêu cầu dừng lại ở tất cả các điểm giao cắt với đường sắt khi có tín hiệu cảnh báo có tàu đang đến gần. Những tín hiệu này có thể bao gồm đèn đỏ nhấp nháy, cổng qua đường được hạ xuống, tín hiệu của người treo cờ hoặc tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh của tàu. Đừng cố gắng đi vòng qua cổng đã hạ thấp. Câu 4. Trường hợp nào sau đây thường gây ra tai nạn giao thông? A. Lái xe thiếu chú ý. B. Quá tốc độ trong các điều kiện lái xe. C. Theo sau các phương tiện khác quá gần. D. Tất cả những điều trên. Câu đúng D. Tất cả những điều trên. Lái xe quá nhanh so với điều kiện là nguyên nhân chính dẫn đến va chạm xe cơ giới. Việc không chú ý đến xung quanh có thể khiến người lái xe va chạm với các phương tiện khác. Hầu hết các vụ va chạm từ phía sau là do người điều khiển xe chạy theo xe khác quá gần. Câu 5. Người lái xe có thể vượt một cách hợp pháp ở bên phải của xe khác. A. Nếu xe đang dừng chờ rẽ trái và có làn đường đi qua. B. Ngay cả khi nó có nghĩa là lái xe ra khỏi vỉa hè. C. Trên một cây cầu hẹp. D. Bất cứ lúc nào. Câu đúng A. Nếu xe đang dừng chờ rẽ trái và có làn đường đi qua. Nếu có làn đường dành cho người đi qua, bạn có thể vượt bên phải xe ô tô hoặc xe đạp đang rẽ trái hoặc đang chờ rẽ trái. Việc vượt bên phải khi lái xe trên đường có nhiều làn xe trở lên đi cùng chiều cũng là hợp pháp. Bạn không bao giờ được lái xe ra khỏi vỉa hè hoặc phần đường chính để vượt xe khác. Câu 6. Bạn phải làm gì khi đi vào lòng đường từ đường riêng? A. Thổi còi để cảnh báo những xe bạn đang đi vào lòng đường. B.
dừng lại một phần xe của bạn trên lòng đường để cảnh báo cho những người lái xe khác. C. Lái xe nhanh chóng để hòa nhập nhịp nhàng với giao thông. D. Nhường quyền ưu tiên cho người đi bộ và các phương tiện lưu thông trên đường. Câu đúng D. Nhường quyền ưu tiên cho người đi bộ và các phương tiện lưu thông trên đường. Khi đi vào lòng đường từ đường xe chạy hoặc đường riêng, bạn phải nhường quyền ưu tiên cho người đi bộ và xe cộ trên đường. Câu 7. Bạn nên làm gì khi có xe khẩn cấp đang chạy tới mà đèn xanh hoặc đỏ nhấp nháy? A. Kiểm tra xem bạn có thể đến đích trước khi xe cấp cứu đuổi kịp bạn không? B. Tiếp tục lái xe nhưng cố gắng tránh xa nó. C. Tấp vào lề đường và dừng hẳn. D. Dừng lại giữa ngã tư. Câu đúng C. Tấp vào lề đường và dừng hẳn. Bạn phải nhường quyền ưu tiên cho tất cả các phương tiện khẩn cấp sử dụng còi báo động, còi hơi và hoặc nhấp nháy đèn màu đỏ, xanh lam hoặc trắng. Nếu có thể, bạn phải tấp vào lề đường bên phải. Nếu bạn đang ở trong giao lộ, hãy lái xe qua giao lộ trước khi tấp vào lề. Câu 8. Ký hiệu này có nghĩa A. Xa lộ thay đổi phía trước và bên phải. B. Những con đường mòn đi bộ phía trước và bên phải. C. Khách sạn phía trước và bên phải. D. Bệnh viện phía trước và bên phải. Câu đúng D. Bệnh viện phía trước và bên phải. Dấu hiệu này cho biết các dịch vụ cấp cứu của bệnh viện nằm ở bên phải. Câu 9. Nếu một tài xế khác cắt ngang bạn khi tham gia giao thông, bạn nên A. Tấp vào bên cạnh người lái xe và hét vào mặt họ. B. Để nó đi. C. Chiếu tia sáng cao của bạn vào người lái xe. D. Quay trở lại với người lái xe khác bằng cách cắt chúng ra. Câu đúng B. Để nó đi. Để tránh những nguy hiểm từ cơn thịnh nộ trên đường, bạn không bao giờ nên tự mình xử lý nếu một người lái xe khác cắt ngang bạn khi đang tham gia giao thông. Chỉ cần để nó đi và tiếp tục lái xe một cách an toàn. Câu 10. Khi người lái xe phía sau bạn muốn vượt qua, bạn nên A. Tăng tốc. B. Đi cùng tốc độ. C. Giảm tốc độ để tạo khoảng trống phía trước xe của bạn cho người lái xe kia dễ dàng vượt qua. D. Làn xe thay đổi. Câu đúng C. Giảm tốc độ để tạo khoảng trống phía trước xe của bạn cho người lái xe kia dễ dàng vượt qua. Khi người lái xe phía sau bạn muốn vượt, bạn nên giảm tốc độ để có đủ chỗ phía trước xe của bạn cho người lái xe kia hoàn thành việc vượt. Điều này sẽ cho phép họ hoàn thành cơ động vượt qua trong thời gian ngắn hơn và dễ dàng hơn. Câu 11. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bị va chạm và bạn không có bảo hiểm trách nhiệm? A. Bạn sẽ bị phạt $50. B. Đặc quyền lái xe của bạn sẽ bị thu hồi trong 6 tháng. C. Đặc quyền lái xe của bạn sẽ bị đình chỉ trong 1 năm. D. Bạn sẽ bị phạt $100. Câu đúng C. Đặc quyền lái xe của bạn sẽ bị đình chỉ trong 1 năm. Nếu bạn tham gia vào một vụ tai nạn và không có bảo hiểm thích hợp, giấy phép của bạn sẽ bị đình chỉ trong 1 năm. Câu 12. Bạn phải dừng lại ở giao lộ khi thấy A. Đèn đỏ nhấp nháy. B. Đèn vàng ổn định. C. Mũi tên màu vàng.
D. Đèn vàng nhấp nháy. Câu đúng: A. Đèn đỏ nhấp nháy. Một tín hiệu giao thông màu đỏ nhấp nháy có ý nghĩa tương tự như một tín hiệu dừng. Tại giao lộ có đèn đỏ đang nhấp nháy, bạn phải dừng hẳn lại, nhìn theo cả hai hướng và chỉ đi tiếp sau khi giao lộ đã thông thoáng. Câu 13. Biển báo này có nghĩa là: A. Xe đạp băng qua đường. B. Chỉ dừng lại nếu những chiếc xe khác đang đến gần. C. Cửa hàng xe đạp. D. Bên lề đường. Câu đúng: A. Xe đạp băng qua đường. Biển báo này có mũi tên bên dưới cho biết vị trí của vạch lối đi dành cho xe đạp. Thận trọng khi lái xe quanh biển báo này vì xe đạp có thể thường xuyên băng qua hoặc đi bên cạnh các phương tiện giao thông trong khu vực. Câu 14. Mũi tên màu xanh lục này trên tín hiệu điều khiển sử dụng làn đường có nghĩa là: A. Bạn có thể sử dụng làn đường này. B. Không được phép lưu thông trên làn đường này. C. Bạn có quyền ưu tiên. D. Bạn phải nhập vào làn đường này. Câu đúng: A. Bạn có thể sử dụng làn đường này. Mũi tên màu xanh lục đi xuống ổn định trên làn đường có nghĩa là bạn có thể sử dụng làn đường được chỉ định. Câu 15. Người lái xe đến gần không thể làm mờ đèn pha chiếu sáng của họ. Bạn nên tìm ở đâu? A. Tại bánh của chiếc xe đang lao tới. B. Về phía bên phải của đường. C. Về phía bên trái của con đường. D. Đi thẳng xuống giữa đường. Câu đúng: B. Về phía bên phải của đường. Nếu người lái xe đang đến gần không làm mờ được chùm sáng của họ, hãy liếc về phía bên phải của đường. Điều này sẽ giúp bạn không bị chói mắt bởi đèn pha của xe khác và cho phép bạn nhìn thấy đủ đường để đi đúng hướng cho đến khi xe khác chạy qua. Câu 16. Các tín hiệu giao thông đôi khi hiển thị các mũi tên để điều khiển rẽ từ các làn đường cụ thể. Một mũi tên màu đỏ đặc: A. Không bao giờ được sử dụng như một tín hiệu giao thông. B. Có ý nghĩa tương tự như đèn giao thông màu đỏ hình tròn. C. Có nghĩa là người lái xe có thể rẽ theo hướng được chỉ ra bởi mũi tên. D. Có nghĩa là lưu lượng mà mũi tên hướng tới phải dừng lại. Câu đúng: B. Có ý nghĩa tương tự như đèn giao thông màu đỏ hình tròn. Mũi tên liền màu đỏ trong đèn tín hiệu giao thông có nghĩa tương tự như đèn giao thông màu đỏ hình tròn. Khi mũi tên có màu đỏ, giao thông trên làn đường được chỉ định phải dừng lại và không được rẽ theo hướng mũi tên chỉ. Câu 17. Bạn đang đợi ở ngã tư để rẽ trái. Bạn nên: A. Báo hiệu và giữ cho bánh xe của bạn quay sang trái. B. Báo hiệu và giữ cho bánh xe của bạn đi thẳng. C. Hãy nháy đèn pha của bạn để người lái xe cho bạn đi qua. D. Lái xe vòng qua phía sau của một chiếc ô tô nếu nó chặn bạn. Câu đúng: B. Báo hiệu và giữ cho bánh xe của bạn đi thẳng. Bạn phải luôn báo hiệu trước khi rẽ hoặc chuyển làn. Bạn nên giữ thẳng bánh xe trong khi chờ rẽ trái. Nếu một chiếc xe khác tông vào bạn từ phía sau, điều này đảm bảo rằng bạn sẽ không bị đẩy vào dòng xe cộ đang chạy tới. Câu 18. Khi đến gần đường ray, bạn nên: A. Nhìn, lắng nghe, giảm tốc độ và chuẩn bị dừng lại. B. Tăng tốc để băng qua đường ray trước khi cánh cổng được hạ xuống.
C. Cố gắng lái xe quanh một cổng đã hạ thấp. D. Không chú ý đến có bao nhiêu đường ray để băng qua. Câu đúng: A. Nhìn, lắng nghe, giảm tốc độ và chuẩn bị dừng lại. Khi đến gần đường ray, bạn nên quan sát, lắng nghe, giảm tốc độ và chuẩn bị dừng xe lửa hoặc các phương tiện khác có thể đang sử dụng đường ray. Câu 19. Khi rẽ trái, người lái xe phải nhường quyền ưu tiên để A. Những người lái xe khác đã ở trong giao lộ. B. Lưu lượng truy cập đang đến. C. Người đi bộ đã ở trong giao lộ. D. Tất cả những điều trên. Câu đúng: D. Tất cả những điều trên. Khi rẽ trái, người điều khiển phương tiện phải nhường quyền ưu tiên cho xe đang chạy tới. Người lái xe cũng phải luôn nhường quyền ưu tiên cho người đi bộ, người đi xe đạp và những người lái xe khác đang ở trong giao lộ. Câu 20. Màu sắc phổ biến nhất của các biển cảnh báo là A. Màu đỏ, B. Màu vàng, C. Màu xanh lá, D. Màu xanh da trời. Câu đúng: B. Màu vàng. Hầu hết các biển cảnh báo có hình kim cương và màu vàng với các mảng màu đen. Những biển báo này cảnh báo người lái xe về những điều kiện bất ngờ có thể không rõ ràng. Câu 21. Cách chính xác để sử dụng đoạn đường nối ra xa lộ là A. Giảm tốc độ trước khi vào đoạn đường ra. B. Giảm tốc độ khi di chuyển vào đoạn đường ra. C. Giữ tốc độ của bạn không đổi khi ở đoạn đường ra. D. Vượt qua phương tiện giao thông chậm hơn ở đoạn đường ra. Câu đúng: B. Giảm tốc độ khi di chuyển vào đoạn đường ra. Khi sử dụng đoạn đường nối ra xa lộ, không giảm tốc độ cho đến khi bạn di chuyển vào đoạn đường nối ra. Câu 22. Một người lái xe chậm hơn nhiều so với tốc độ giới hạn. A. Là một người lái xe rất an toàn. B. Luôn luôn có quyền ưu tiên. C. Không nên để xe sau vượt qua. D. Có thể tạo ra một môi trường lái xe nguy hiểm. Câu đúng: D. Có thể tạo ra một môi trường lái xe nguy hiểm. Lái xe chậm hơn so với luồng giao thông có thể nguy hiểm. Nếu bạn đang ở trên đường hai làn, hai chiều và lái xe chậm đến mức xe cộ đang lùi phía sau bạn, bạn phải tấp vào lề đường và để các phương tiện khác vượt qua. Chỉ lái xe đáng kể trong giới hạn tốc độ khi có điều kiện. Câu 23. Dây an toàn có hiệu quả nhất khi chúng được đeo bởi A. Người điều khiển xe. B. Hành khách khi họ đang trên một chặng đường dài. C. Tất cả những người ngồi trên xe ô tô đang được điều khiển trên đường cao tốc. D. Tất cả những người ngồi trên xe mỗi khi điều khiển xe. Câu đúng: D. Tất cả những người ngồi trên xe mỗi khi điều khiển xe. Khi bạn lái xe, hãy đảm bảo rằng mỗi người trên xe của bạn đều thắt dây an toàn. Trong trường hợp va chạm, một người không thắt dây an toàn sẽ trở thành vật thể bay và gây nguy hiểm cho mỗi người trên xe. Câu 24. Các dấu hiệu có màu cam là A. Biển báo khu vực làm việc. B. Dấu hiệu quy định. C. Biển báo khu trường học. D. Biển báo hướng dẫn. Câu đúng: A. Biển báo khu vực làm việc.
Các khu vực công trình trên đường cao tốc được thiết lập theo loại công trình đang được tiến hành dọc theo lòng đường. Các biển báo trong khu vực làm việc thường có hình kim cương màu cam, có chữ hoặc ký hiệu màu đen và dùng để cảnh báo rằng mọi người đang làm việc trên hoặc gần đường cao tốc. Câu 25. Hành động phù hợp khi đến gần đường sắt giao nhau không có tín hiệu chỉ dẫn phương tiện giao thông là gì? A. Luôn đưa xe dừng hẳn. B. Giảm tốc độ và chuẩn bị để dừng lại. C. Tất cả các điểm giao cắt với đường sắt đều có báo hiệu nên bạn sẽ không bao giờ gặp phải trường hợp này. D. Tăng tốc độ của bạn để vượt qua các đường một cách nhanh chóng. Câu đúng B. Giảm tốc độ và chuẩn bị để dừng lại. Khi đến gần nơi giao nhau với đường sắt không được đánh dấu, hãy giảm tốc độ và chuẩn bị dừng lại. Trước khi băng qua, hãy đảm bảo rằng không có đoàn tàu nào đang chạy tới từ một trong hai hướng trên bất kỳ đường ray nào. Nếu bạn nhìn thấy hoặc nghe thấy một đoàn tàu đang chạy tới, hãy dừng lại ở một khoảng cách an toàn so với đường ray gần nhất và đợi tiếp tục cho đến khi đoàn tàu chạy qua. Câu 26. Khi lái xe đến một khu vực xa lạ, bạn A. Nên phụ thuộc vào bảng chỉ đường để tìm đường. B. Nên lên kế hoạch trước cho chuyến đi của bạn. C. Chỉ có để biết điểm đến của bạn một cách tổng quát. D. Nên luôn chọn con đường trực tiếp nhất. Câu đúng B. Nên lên kế hoạch trước cho chuyến đi của bạn. Khi lái xe đến một khu vực xa lạ, hãy lên kế hoạch trước cho chuyến đi của bạn. Đừng bắt đầu chỉ với một ý tưởng mơ hồ về nơi bạn sẽ đến. Nếu điểm đến của bạn ở một khu vực xa lạ, hãy kiểm tra vị trí trên bản đồ trước khi bạn bắt đầu lái xe. Câu 27. Ký hiệu này có nghĩa A. Trơn trượt khi ướt. B. Đề phòng những người lái xe say rượu. C. Đường cong nguy hiểm phía trước. D. Băm trong con đường phía trước. Câu đúng A. Trơn trượt khi ướt. Các biển cảnh báo thường có hình thoi với các mảng màu đen trên nền màu vàng. Chúng cảnh báo người lái xe về những mối nguy hiểm sắp tới. Biển báo này cảnh báo người lái xe phải hết sức cẩn thận khi mặt đường ướt vì đường có thể trơn trượt, khiến các phương tiện khó điều khiển hơn. Câu 28. Bạn đang đến một ngã tư với đèn vàng nhấp nháy. Bạn nên A. Dừng lại và đợi cho đến khi ánh sáng thay đổi. B. Quay đầu lại vì giao lộ đã bị đóng. C. Lái xe cẩn thận qua giao lộ. D. Chuẩn bị dừng lại, đèn sắp chuyển sang màu đỏ. Câu đúng C. Lái xe cẩn thận qua giao lộ. Đèn vàng nhấp nháy có nghĩa là bạn nên đi qua giao lộ một cách chậm rãi và thận trọng. Quét mắt của bạn qua giao thông ở cả hai hướng. Câu 29. Một vạch kẻ đứt đoạn màu trắng ở giữa đường hai làn xe cho biết A. Làn đường đang đi ngược chiều và người lái xe không được phép vượt. B. Làn đường đang đi ngược chiều và người lái xe được phép vượt khi thấy an toàn. C. Các làn đường đang di chuyển cùng chiều và người lái xe không được phép vượt. D. Các làn đang di chuyển cùng chiều và người lái xe được phép vượt khi thấy an toàn. Câu đúng D. Các làn đang di chuyển cùng chiều và người lái xe được phép vượt khi thấy an toàn.
Đường màu trắng được sử dụng để phân cách giữa các phương tiện giao thông di chuyển cùng chiều. Các đường đứt nét chỉ ra rằng những người lái xe bên cạnh vạch được phép vượt khi thấy an toàn. Câu 30. Tín hiệu giao thông màu vàng ổn định có nghĩa là đèn màu nào sẽ sớm xuất hiện? A. Màu vàng nhấp nháy. B. Màu xanh lá cây ổn định. C. Màu đỏ ổn định. D. Đỏ nhấp nháy. Câu đúng C. Màu đỏ ổn định. Đèn vàng ổn định trên tín hiệu giao thông cho biết đèn đỏ ổn định sẽ sớm xuất hiện. Câu 31. Bạn đang lái xe vào ban đêm và một phương tiện khác đang tiến đến từ hướng ngược lại. Đèn pha của bạn A. Nên ở trên thiết lập chùm tia cao của họ. B. Nên cài đặt chùm tia thấp của họ. C. Nên tắt, sử dụng đèn đỗ xe của bạn. D. Có thể ở cài đặt chùm tia cao hoặc thấp của chúng. Câu đúng B. Nên cài đặt chùm tia thấp của họ. Không sử dụng đèn pha chiếu xa khi đến gần hoặc theo sau xe khác vào ban đêm. Chuyển sang cài đặt tia sáng thấp để đảm bảo an toàn cho mọi người trên đường. Câu 32. Trong khi lái xe, bánh xe của bạn bị trượt khỏi mép đường. Bạn nên A. Giật vô lăng để ép xe trở lại mặt đường. B. Tăng tốc và lái trở lại mặt đường dần dần. C. Đạp phanh và dừng lại. D. Giảm tốc độ bằng cách sử dụng phanh nhẹ nhàng. Quay tay lái để trở lại mặt đường với tốc độ an toàn. Câu đúng D. Giảm tốc độ bằng cách sử dụng phanh nhẹ nhàng. Quay tay lái để trở lại mặt đường với tốc độ an toàn. Nếu xe của bạn bắt đầu rời khỏi đường, hãy tiếp tục lái xe với bánh xe lệch khỏi mặt đường và giảm tốc độ bằng cách đạp phanh nhẹ nhàng. Khi ở tốc độ an toàn, hãy bẻ lái để trở lại mặt đường. Không cố gắng ép xe trở lại mặt đường bằng cách bẻ lái gấp. Câu 33. Khi đến gần một chiếc xe buýt chở học sinh dừng lại với tay dừng của nó được mở rộng, người lái xe nên A. Hãy dừng lại hoàn toàn và đợi để tiếp tục. B. Bấm còi của họ trước khi vượt xe buýt bên trái. C. Tiếp tục lái xe khi họ nghĩ rằng hầu hết trẻ em có lẽ đã hoàn thành việc ra khỏi xe buýt. D. Vượt qua xe buýt trước khi cửa mở. Câu đúng A. Hãy dừng lại hoàn toàn và đợi để tiếp tục. Khi đến gần một chiếc xe buýt đang dừng sử dụng tín hiệu dừng của nó, người lái xe phải dừng hẳn lại. Họ không nên tiếp tục cho đến khi cánh tay chặn được rút ra. Câu 34. Phát biểu nào sau đây về đường sắt giao nhau là đúng? A. Đi vòng qua các cổng đã hạ thấp tại nơi đường giao nhau là vi phạm pháp luật. B. Bạn phải dừng lại ở nơi giao nhau với đường sắt khi được người cắm cờ chỉ dẫn. C. Không phải tất cả các điểm giao cắt với đường sắt đều được trang bị các tín hiệu và cổng màu đỏ nhấp nháy. D. Tất cả những điều trên. Câu đúng D. Tất cả những điều trên. Bạn phải dừng lại ở nơi giao nhau với đường sắt khi được người cắm cờ, biển báo dừng hoặc các thiết bị cảnh báo. Chẳng hạn như cổng hoặc đèn nhấp nháy chỉ dẫn. Không phải tất cả các điểm giao cắt với đường sắt đều được trang bị các thiết bị như vậy. Việc lái xe vòng qua các cửa giao cắt đường sắt đã hạ thấp là vi phạm luật. Câu 35. Khi thấy xe khẩn cấp có đèn nhấp nháy, bạn phải
A. Giảm tốc độ và tiếp tục di chuyển trong làn đường của bạn. B. Tiếp tục lái xe trên làn đường của bạn. C. Tấp vào lề đường bên phải và dừng lại. D. Dừng lại chính xác nơi bạn đang ở. Câu đúng. C. Tấp vào lề đường bên phải và dừng lại. Khi nhìn thấy xe khẩn cấp đang sử dụng đèn chiếu sáng hoặc nghe thấy tiếng còi của xe, bạn phải ngay lập tức tấp vào lề đường và dừng lại. Chúc các bạn thi viết lái xe thành công!